Ok, xin chào anh em đã quay trở lại với Thinh View và mình là Hưng Khốc Có lẽ rằng là anh em đã không còn quá là xa lạ gì đối với cả những chiếc laptop creator Hay là laptop dành cho dân sáng tạo rồi đúng không ạ? Tuy nhiên là cứ mỗi khi mà mình cầm vào những sản phẩm như vậy Thì mình lại bị đứng hình mất vài giây Ờ, đây là laptop game mình đổi tên à? <laughs> có một điều đó chính là laptop sáng tạo hiện nay nó chẳng có yếu tố gì sáng tạo cả Và rất là nhiều những sản phẩm trong số đó mình đã từ chối review bởi vì mình không thể lên nói rằng ở đây là một chiếc laptop sáng tạo trong khi bản thân mình không cảm thấy thế Tuy nhiên Hôm nay mình đang có ở đây chiếc Asus Zenbook 16X OLED Một chiếc laptop sáng tạo đúng nghĩa Nó có không chỉ một Mà rất nhiều yếu tố Thậm chí là từng yếu tố trên chiếc máy này nó đều rất sáng tạo Và đây sẽ là một đối thủ cực kỳ nặng ký của chiếc MacBook Pro 16 inch và trong video ngày hôm nay thì mình sẽ chia sẻ với các anh em từng yếu tố sáng tạo trên chiếc máy này nhá. Đầu tiên là nó sáng tạo ngay từ thiết kế Nó có một chất lượng gia công là cực kỳ tốt Nhưng mà cái điểm khác biệt ở đây đó chính là khi mà anh em mở máy ra Thì cả cái phần khung của bàn phím này nó sẽ nhấc lên một góc là 7 độ Đây là cơ chế tản nhiệt máy Asus gọi là AAS Anh em chắc là cũng không còn xa lạ gì đối với cả những chiếc Asus Dual rồi đúng không ạ Chúng có màn hình thứ hai được nhấc lên và bây giờ để Asus ứng dụng kiểu tản nhiệt đó lên trên một chiếc máy truyền thống để mà tạo ra một kiểu sản phẩm như vậy và khi mà anh em mở màn hình lên thì bàn phím nó sẽ tự động nhấc lên, Giải đèn led dọc thân máy nó cũng sẽ sáng lên. còn khi mà anh em gập máy xuống thì bàn lề nó sẽ đặt đúng vào cái vị trí khoét của cái phần khung máy. để khi mà anh em gập xuống thì máy nó sẽ không bị quá là dày. và trùng hợp là chiếc máy này nó sẽ chỉ dày ngang so với cả chiếc macbook pro 16 inch mà thôi mình thấy rằng là cái cách thiết kế này nó rất hợp lý và nó sẽ mang lại một cái lợi thế rất là lớn cho hệ thống tản nhiệt mà lát nữa mình sẽ chia sẻ với các anh em sau đến với yếu tố sáng tạo thứ hai đó chính là nó đã tích hợp cái đai này nằm ngay bên trong phần cứng của laptop luôn chứ không phải là dạng đai thiết kế giờ đâu nhá ý tưởng về việc là sử dụng đai trên laptop thực ra cũng không phải là quá mới đã có một số những mẫu máy của Razer Blade Pro nó sử dụng cái dạng bánh xe để mà giúp cho anh em điều chỉnh volume điều chỉnh độ sáng này tuy nhiên cái đai ở trên chiếc ZenBook Pro 16 OLED này nó ở một cái level là hoàn toàn khác biệt anh em có thể tinh chỉnh nó trong phần mềm Procreate Creator Hub gắn các chức năng cho cái đai này dựa theo từng ứng dụng khác nhau ví dụ như ở trong Photoshop thì anh em có thể là tinh chỉnh layer, chỉnh brush trong Premiere thì anh em có thể là tinh chỉnh opacity, chỉnh timeline anh em có thể là làm rất là nhiều thứ với chiếc đai này và điều quan trọng là có nó anh em sẽ không phải là đưa tay ra đưa tay vào như là việc sử dụng đai rời nữa nó rất là hợp lý và rất logic đến cái mức mà anh em sẽ tự hỏi rằng là tại sao các hãng laptop không làm điều này sớm hơn Tuy nhiên thì ở những phiên bản tiếp theo thì mình vẫn muốn rằng nó sẽ nằm dịch lên một chút để mà cái ngón cái nó không bị co quá xuống dưới để mà tương tác với nó. Thực ra thì Asus cũng có làm ra chiếc ProArt. Nó có hẳn cái núm vặn hẳn ho nhá và đúng cái vị trí đó luôn ấy. Nhưng mà chiếc máy đó thì nó lại chưa được bán chính hãng tại Việt Nam. Yếu tố sáng tạo thứ ba, màn hình. Đây là tấm nền cực kỳ tuyệt vời dành cho những nhu cầu làm đồ họa. Độ phân giải 4K OLED tỷ lệ 16:10, độ tương phản cao, màu sắc cực kỳ chính xác, anh em chơi game, xem phim thì cũng đều cảm thấy rất là thoải mái với nó. Hơi tiếc rằng nó sẽ chỉ có tần số quét là 60 mà thôi. Cấu hình của máy nó cũng hướng đến tối ưu cho những tác vụ làm sáng tạo. Rotex 3060 nó được sử dụng driver studio. CPU thì được up lên đến là i9-1290H với xung đơn nhân lên đến tận là 5.0 GHz. Nó rất là phù hợp đối với cả những phần mềm đồ họa cần nhiều nhân luồng và hiệu năng đơn nhân nó phải khỏe và do hệ thống tản nhiệt của chiếc máy này nó rất là tốt nên là hiệu năng của CPU nó có thể đẩy lên mức rất là cao nó hơn hẳn so với chiếc ZenBook 14 Pro Dual OLED nó cũng được trang bị CPU i9 12900 h và do kích thước lớn nó lại có tản nhiệt của chamber nữa nên là Asus đã mạnh dạn đẩy điện lên rất là cao thành ra là hiệu năng nó cũng vượt trội hơn anh em nào mà làm những tác vụ thiên về CPU chắc chắn sẽ được hưởng lợi từ chiếc máy này và so với cả chiếc MacBook Pro 16 bản M1 Pro 16 nhân GPU có một giá tương đương ấy thì cái hiệu năng của M1 Pro nó cũng chưa bằng còn đối với cả những công việc hỗn hợp nặng cần cả hiệu năng của CPU và GPU cùng chạy thì mà nó sẽ hạ công suất điện xuống để mà bảo toàn nhiệt độ. Đó chưa đạt đến mức tối đa hóa triệt để cả hiệu năng của CPU và GPU cùng một lúc bởi vì dù sao thì đây cũng làm chiếc máy hướng đến nhu cầu làm sáng tạo mức vừa mà thôi. Nhưng mà hiệu năng cho ra nó vẫn cực kỳ là mạnh mẽ và nó hơn so với cả chiếc MacBook Pro 16 M1 Pro, đặc biệt là cho những tác vụ liên quan đến đồ họa 3D như là Blender chẳng hạn. Về kết nối này nó cũng có khe thẻ SD, có cả hai cổng Thunderbolt 4 đi kèm với những kết nối rất phổ biến khác. Nó rất là sáng tạo đó. Đến cả checkpad nó cũng khác so với kiểu truyền thống. Đây là dạng checkpad cơ chế force touch, khi mà anh em ấn xuống thì lực bên dưới nó sẽ nảy lên. Độ chính xác nó cao hơn, khả năng checkking nó cao hơn, khả năng hoàn thiện của nó là tốt hơn rất là nhiều so với checkpad truyền thống. Còn một vài thứ nữa như là cảm biến vân tay một chạm này, mở khóa khuôn mặt thông qua Windows Hello này, hay là một loạt những cảm biến nhỏ nhỏ khác ở đây để mà máy nhận diện được rằng là khi mà anh em đi ra, khi mà anh em đi vào, đi ra thì máy nó sẽ tự động tối lại hoặc là khóa, đi vào nó sẽ tự động sáng lên anh em có thể là tinh chỉnh chế độ này trong setting thời lượng pin của nó cũng rất là trâu được vào khoảng là 8 tiếng nếu như mà anh em để vào sáng vào khoảng là 50% và tắt led đi đúng với môi trường làm việc trong nhà và đó như anh em có thể thấy rằng là từ đầu đến cuối trong video ngày hôm nay bất kỳ khi mà mình nói một yếu tố nào trên chiếc máy này thì nó cũng đều dính líu đến một cái cụm từ đó chính là sáng tạo bởi vì mọi thành phần mọi ngõ ngách trên chiếc máy này nó đều rất là sáng tạo và nếu mà phải chỉ ra một điểm trừ trên chiếc máy này thì mình nghĩ rằng là nó ở một chút về phần mềm asus đã trang bị hai phần mềm một là my asus hai là proart creator hub thành ra thì nhiều khi mình hơi bị rối ví dụ như là khi mà mình muốn tùy chỉnh cái mức hiệu năng khác nhau standard performance thì mình cũng không biết là tùy chỉnh phần mềm gì ở đây thì anh em tùy chỉnh phần mềm gì cũng được nhưng mà cái gì cũng được thành ra nó lại hơi rối chỉ là một vài những yếu tố nhỏ nhỏ thôi và mình hy vọng rằng asus sẽ cải tiến ở những phiên bản tiếp theo còn lại thì đây là một chiếc máy sáng tạo thực sự một chiếc laptop creator và một chiếc laptop dành cho những anh em làm sáng tạo anh em nghĩ sao về chiếc máy thì hãy cùng công phía dưới nhá và hy vọng rằng là anh em sẽ cảm thấy thiết video này nếu như mà anh em cảm thấy nó hữu ích thì hãy ủng hộ thinh view Và cách là like cũng như là subscribe channel nhá còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại